Số ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga lên tới 29 người. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương CEC của Nga, bà Ela Pamfilova cho biết số ứng cử viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới ở Nga tăng lên 29 người. Nhiều người đăng ký tranh cử, con số này đã lên tới 29. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương CEC của Nga, bà Ela Pamfilova cho hay, theo luật bầu cử tổng thống của Nga, các ứng cử viên tự ứng cử phải nộp đơn đăng ký tranh cử trước ngày 27 tháng 12. Những người ứng cử sẽ phải thu thập hàng nghìn chữ ký của những người ủng hộ để đảm bảo có tên trong lá phiếu. Các đảng chính trị có quyền đề cử ứng viên tổng thống thông qua đại hội. Ứng cử viên được đảng chính trị đề cử phải có đơn đề cử trước ngày 1 tháng 1. Hội đồng Liên bang Tức thượng viện Nga đã ấn định cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga diễn ra trong 3 ngày từ 15 tới 17 tháng 3 năm sau. Trước đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời bà Pamfilova cho biết chiến dịch bầu cử đã bước vào giai đoạn nóng và số lượng đơn xin đăng ký làm ứng cử viên tổng thống sẽ còn tiếp tục tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình tất cả những giấy tờ cần thiết lên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC để tranh cử tổng thống Nga vào năm 2024. Tổng thống Vladimir Putin ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Theo luật bầu cử tổng thống tại Nga, ông Putin phải có được 500 cử tri đăng ký ủng hộ chiến dịch tranh cử. Nhóm vận động tranh cử của ông Putin đã họp ngày 16 tháng 12 và những người tham dự đều nhất trí ủng hộ nhà lãnh đạo này bộ hồ sơ nộp cho CEC bao gồm đơn đăng ký tranh cử, dữ liệu cá nhân của ứng cử viên và tất cả những người tham gia, nội dung cuộc họp, danh sách các ủy viên của nhóm, tuyên bố đồng ý tranh cử của ứng cử viên và một số giấy tờ khác. Trong ngày 17 tháng 12, Đại hội Đảng nước Nga thống nhất lần thứ 21 cũng đã nhất trí ủng hộ việc tổng thống đương nhiệm Putin tự ứng cử cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Phát biểu tại đại hội, chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh ông Putin vẫn đang nhận được sự ủng hộ áp đảo của công chúng Nga trong cuộc đua tổng thống Nga năm 2024 ông medvedev cho biết đảng nước nga thống nhất sẽ cố gắng hết sức để giúp tổng thống đương nhiệm vladimir putin giành được chiến thắng vang dội một lần nữa